Tại Việt Nam, ăn chia tiền của tù nhân trở về trên chuyến bay giải cứu. Nam sinh bỗng dưng trượt đại học khi đang học năm 2. Biển số đang sử dụng sẽ tự động là biển định danh. Đi cài mã định danh, người dân bất ngờ vì mở thêm tài khoản ngân hàng. Biến nho Trung Quốc thành dòng nho đắt đỏ nhất thế giới. Trên thế giới, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Wagner không tồn tại. Nắng nóng càn quét châu Âu, nhiệt độ lên gần mức kỷ lục. Phát hiện mộ tập thể 87 người tại Sudan. Động cơ tên lửa Nhật Bản phát nổ khi thử nghiệm. Hi ho, xin kính chào quý vị. Rất vui lại được gặp lại quý vị trong chương trình tối nay ngày 14 tháng 7 của Khoai Tự Nhiên. Và trong ngày qua đã có sự kiện nào đáng chú ý xảy ra tại Việt Nam? Và trên trường quốc tế thì đã xuất hiện thêm những tin tức nào? Mời quý vị cùng dõi theo trong bản tin tối ngày hôm nay. Mở đầu, mời quý vị cùng đến với những tin tức xoay quanh sự kiện đang được quan tâm nhất hiện nay, vụ việc chuyến bay giải cứu. Và ngày hôm nay, những lời khai đã xuất hiện thêm tình tiết nào mới? Quý vị cùng tiếp tục theo dõi quý vị nhé! Hôm nay, ngày 14 tháng 7, phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục phần thẩm vấn để làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ của các cựu quan chức. Lời khai tại tòa những ngày qua cho thấy, trong đại dịch, các bị cáo là quan chức của nhiều bộ ngành ở trong nước đã nhận hối lộ của các doanh nghiệp để cấp phép chuyến bay giải cứu. Còn ở nước ngoài, một nhóm bị cáo là cựu cán bộ ngoại giao nhận bôi trơn theo kiểu đếm đầu người, thậm chí là thu tiền thừa của các công dân mãn hạn tù về nước rồi ăn chia. Ông Trần Việt Thái khai được bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Malaysia từ tháng 5 năm 2020 và ông là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức 21 chuyến bay giải cứu đưa công nhân Việt Nam ở Malaysia về nước. Trong đó thì có 8 chuyến bay đưa 1.891 người đã chấp hành xong án phạt tù về nước. Những người này bao gồm thủy thủ đánh bắt cá trộm, người lao động trái phép và các cô gái làm nghề nhạy cảm gọi là đào. Ông Thái khai chi phí cho người về nước được thu từ các chủ sử dụng lao động và nếu chủ không trả, sẽ thu từ thân nhân từ chối thì đại sứ quán mới đứng ra chi trả với mức là 20,3 triệu đồng. Ai không có hộ chiếu phải nộp 25 triệu đồng. Với những người ở đảo xa cần mua vé máy bay về thủ đô Kuala Lumpur sẽ phải nộp 30-35 triệu đồng. Trong đó, riêng khoản cấp hộ chiếu, các bị cáo đã thu hơn 4,6 triệu đồng mỗi cuốn nhưng chỉ nộp về ngân sách 1,6 triệu đồng mỗi cuốn. Với tổng cộng gần 1.900 người mãn hạn tù, ông Thái khai mình và cấp dưới đã thu 44,6 tỷ đồng. Không chỉ vậy, trong ngày hôm nay thì lời khai của ông Đào Minh Dương, chủ tịch công ty VisaSun cũng khiến nhiều người bất ngờ khi mà cho biết cứ 8 giờ 30 hàng ngày là thư ký của thứ trưởng ông Phạm Trung Kiên liên tục gọi dục chuyển tiền thì mới có dấu. Ông này cũng cho biết thêm công ty của mình được cấp phép 17 chuyến bay giải cứu và bị ông Kiên ép chuyển 150 triệu đồng mỗi chuyến trước khi mà cấp phép. Về vấn đề này, ông Kiên xác nhận nội dung cáo trạng 253 lần nhận 42,6 tỷ đồng của các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, ông nhận 13 tỷ đồng tiền mặt, số tiền còn lại được doanh nghiệp chuyển qua tài khoản của anh và mẹ vợ. Ngoài ra cũng cho biết phải chịu sức ép nặng từ nhiều phía khi biết khung hình phạt tội nhận hối lộ cao nhất là đến tử hình nên nhiều lần đã muốn tự tử. Và cuối phần trình bày, ông Kiên cho biết sau đó đã phải nhập viện Bệnh viện Bạch Mai một thời gian để điều trị dấu hiệu tâm thần. Vâng quý vị thân mến, đây là sự việc đã gây rúng động trong xã hội với hàng loạt các cán bộ quan chức cấp cao đều tham gia phạm tội và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm gửi tới quý vị khi mà có thông tin mới nhất. Tạm gác lại những tin tức trong vụ án chuyến bay giải cứu, mời quý vị cùng chuyển qua những thông tin đáng chú ý khác. Nam sinh bỗng dưng trượt đại học khi đang học năm 2. Ngày 14 tháng 7, một lãnh đạo trường Đại học Hải Phòng đã xác nhận sự việc một nam sinh đột ngột nhận quyết định hủy kết quả trúng tuyển dù đang theo học tại trường 2 năm. Theo vị này, tháng 4 năm ngoái, khi hậu kiểm công tác tuyển sinh năm 2021, trường Đại học Hải Phòng đã phát hiện sai sót. Một nam sinh đăng ký xét tuyển ngành quản trị kinh doanh theo điểm học bạ ở tổ hợp C01 Toán Lý Văn nhưng lại nhập sang tổ hợp C00 Văn Sử Địa. Do nhầm lẫn, em này được công nhận trúng tuyển và hiện là sinh viên năm thứ 2. Nam sinh này cũng cho hay trúng tuyển vào ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Hải Phòng theo hình thức xét học bạ. Từ đó đến nay thì em luôn hoàn thành việc học tập và nộp đủ học phí. Quyết định hủy kết quả trúng tuyển sau 2 năm học đã khiến nam sinh hoang mang và lo lắng. Hiện em này đang được hướng dẫn đăng ký tuyển sinh lại vào ngành công nghệ thông tin theo hình thức xét học bạ.
Trường phòng đào tạo một trường đại học ở Hà Nội cho rằng hậu kiểm công tác tuyển sinh và phát hiện sai sót là việc có thể xảy ra. Tuy nhiên, thì trường Đại học Hải Phòng hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh sau 2 năm học tập tại trường là muộn và gây thiệt thòi cho thí sinh. Để xử lý, chuyên gia này cho rằng trường Đại học Hải Phòng có thể hỗ trợ thí sinh xét tuyển vào ngành học khác, bảo lưu kết quả những môn chung đã học và báo với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vâng, thưa quý vị, ngày qua, tin tức xoay quanh việc cấp biển số định danh như chúng tôi đã cập nhật ở bản tin trước đó đang là chủ đề khiến nhiều người bàn luận. Nhiều người dân chưa hiểu rõ biển số định danh là như thế nào, những biển số đã được cấp sẽ ra sao. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng Khoe Tự Nhiên tìm hiểu quý vị nhé. Bộ Công an mới đây đã đưa ra quy định, quy trình về cấp, thu hồi đăng ký, biển số, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Như vậy thì kể từ ngày 15 tháng 8 tới đây, biển kiểm soát xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Việc quản lý biển số theo mã định danh chỉ thực hiện với biển 5 số, bao gồm cả ô tô và xe máy. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, biển số vẫn được cấp cho người dân theo quy trình thực hiện như là hiện nay, chỉ khác về cách quản lý. Vị đại diện này cũng thông tin, biển số định danh là cách quản lý biển số gắn với mã định danh của chủ xe, không phải là dùng số định danh làm biển kiểm soát. Với các biển số ô tô, xe máy đang lưu hành, biển 5 số sẽ mặc định là biển số định danh. Biển định danh không áp dụng với biển 3 hoặc 4 số. Nếu người dân có nhu cầu, cảnh sát sẽ thu hồi biển 3 số, 4 số rồi cấp đổi sang biển 5 số để quản lý theo định danh cá nhân của chủ biển, sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người dân. Một người cũng có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển số và mỗi biển sẽ gắn với một xe. Điểm đổi mới so với trước đây, người dân khi mà bán xe sẽ kèm theo biển số và sử dụng biển của chủ cũ nếu cùng địa phương, thì quy định mới khi mà bán xe, chủ xe phải giữ lại đăng ký, biển số không được giao cho chủ mới của xe. Chủ cũ của xe phải nộp lại đăng ký, biển số cho công an để làm thủ tục thu hồi. Biển số này sẽ được cấp lại khi mà chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn là 5 năm kể từ ngày thu hồi. Và quá thời hạn này thì nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Trường hợp duy nhất được bán xe kèm theo biển số là xe gắn biển số trúng đấu giá. Đi cài mã định danh, người dân bất ngờ vì mở thêm tài khoản ngân hàng. Tỉnh Lào Cai thông tin từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7, thì xã Xuân Giao và Công an huyện Bảo Thắng đã thực hiện cấp định danh điện tử cho công dân. Trong thời gian này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TPBank chi nhánh Lào Cai và Ngân hàng Liên Việt Postbank phòng giao dịch huyện Bảo Thắng đã cho nhân viên giao dịch đến kêu gọi người dân đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Khi người dân nhận được tin nhắn mã xác thực OTP gửi đến điện thoại di động thì đã kéo đến trụ sở xã Xuân Giao để yêu cầu giải thích. Đại diện hai ngân hàng cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra việc lộ lọt thông tin cá nhân của người dân, đồng thời cam kết việc mở tài khoản là miễn phí. Công an huyện Bảo Thắng cũng thông báo mời lãnh đạo ngân hàng TPBank Lào Cai và ngân hàng Liên Việt Postbank phòng giao dịch Bảo Thắng cùng các bộ phận có liên quan ngày 14 tháng 7 đến trụ sở công an huyện để kiểm tra việc tự ý khai thác thông tin cá nhân của người dân và việc lập tài khoản ngân hàng và hành động của các nhân viên giao dịch. Biến nho Trung Quốc thành dòng nho đắt đỏ nhất thế giới. Được giới thiệu giống nho đắt đỏ nhất thế giới Ruby Roman Nhật Bản nhập về Việt Nam, nhiều người mua đã ngỡ ngàng với mức giá chỉ 530.000 đồng một hộp 2 chùm 1,5 kg, tức là 265.000 đồng mỗi chùm. Trong khi giá loại nho này nhập từ Nhật Bản từng được bán với 9 đến 11 triệu đồng mỗi chùm. Về việc này, một đầu mối nhập khẩu trái cây tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nhật Bản có hai giống nho đỏ là Quinina và Ruby Roman, trong đó Ruby Roman là dòng cao cấp nhất. Trái to, tròn, vị đậm. Hiện giống Quinina đã được nhân giống trồng tại Trung Quốc và nhập về Việt Nam qua đường bộ, hàng không. Loại này có trọng lượng từ 1,3 đến 1,5 kg một thùng, tức là mỗi chùm nặng từ 700 đến 800 gram. Các đầu mối đều khẳng định hàng đang bán trên thị trường hiện nay là nho Quinina giống Nhật nhưng trồng ở Trung Quốc. Loại này có mùi vị na ná với Ruby Roman nên để hút khách, các chủ cửa hàng và đầu mối nhập về đã gắn nhãn giống nho đắt nhất thế giới. Nho Ruby Roman xuất hiện lần đầu năm 2008 và đây là thành quả lao động không ngừng nghỉ trong suốt 14 năm của nông dân và chính quyền nơi đây. Do đó, mỗi năm, những chùm chất lượng nhất được bán đấu giá với mức cao kỷ lục. Trong một phiên đấu giá năm 2019, chùm Ruby Roman 24 quả được bán với giá là 250 triệu đồng, tức là hơn 10 triệu đồng một quả, mức giá được cho là đắt nhất thế giới. Chuyển sang phần tin thế giới.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Wagner không tồn tại. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant vào hôm ngày 13 tháng 7, ông Putin đã được hỏi liệu Wagner có tiếp tục hoạt động như một lực lượng chiến đấu hay không, và về cuộc gặp gần đây giữa ông và chỉ huy của nhóm. Phát biểu với báo chí, ông Putin cho biết nhóm Wagner tồn tại nhưng nó không tồn tại về mặt tư pháp. Việc hợp pháp hóa chính thức là một vấn đề riêng biệt cần được giải quyết bởi Hạ viện Nga và chính phủ. Đó là một vấn đề phức tạp. Tổng thống Nga cũng tiết lộ thêm các chi tiết về cuộc gặp của ông với người đứng đầu tập đoàn Wagner và các sĩ quan chỉ huy của nhóm sau vụ nổi loạn. Tổng cộng có 35 người đã được mời tham dự cuộc họp để thảo luận các sự kiện liên quan cuộc binh biến ngày 24 tháng 6 và cũng như các vấn đề công việc tiếp theo. Ông Putin cho biết, tôi đã đưa ra đánh giá về những gì họ đã làm trên chiến trường và những gì họ đã làm trong sự kiện ngày 24 tháng 6. Tôi đã cho họ thấy những kịch bản khả thi về cách mà họ có thể tiếp tục phục vụ, kể cả trong chiến đấu. Trong cuộc họp 3 tiếng, ông Putin đề nghị Wagner tiếp tục phục vụ ở Nga. Theo đó, thì lính Wagner sẽ hoạt động dưới quyền chỉ huy của một người khác. Tuy nhiên, ông Yevgeny Prigozhin nói rằng họ không đồng ý. Nắng nóng càn quét châu Âu, nhiệt độ lên gần mức kỷ lục. CNBC vào hôm ngày 13 tháng 7 cho biết đợt nắng nóng được đặt tên là Cerberus sắp ảnh hưởng tới khu vực châu Âu, có thể khiến nhiều vùng ở Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ trải qua mức nhiệt hơn 40 độ C trong những ngày tới. Đặc biệt là tại Ý, mức nhiệt hơn 48 độ C có thể được ghi nhận ở một vài nơi. Nước này đã phát đi cảnh báo về nhiệt độ cao ở 10 thành phố, trong đó có các thành phố lớn như là Rome, Florence và Bologna. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại châu Âu là mức nhiệt 48,8 độ C ở Syracuse, Ý vào tháng 8 năm 2021. Các chuyên gia tại Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho biết kỷ lục đó có thể bị phá trong những ngày tới. Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona và Viện Nghiên cứu Sức khỏe ISSIRM của Pháp vào hôm ngày 10 tháng 7 đã công bố nghiên cứu cho thấy hơn 61.000 người đã thiệt mạng vì nắng nóng ở châu Âu hồi năm ngoái. Và đây cũng là năm có mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Sóng nhiệt Cerberus đã làm dấy lên lo ngại rằng đợt nắng nóng cực độ hiện tại có thể gây ra nhiều thiệt hại về người hơn trong mùa hè này. Phát hiện mộ tập thể 87 người tại Sudan. Ngày 13 tháng 7, Đài CNN dẫn thông báo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết vừa phát hiện một ngôi mộ chôn 87 người ở bang Tây Darfur, Sudan. Những thi thể trong mộ là của người dân tộc Marshallis, có cả phụ nữ và trẻ em. Đáng nói, theo Liên Hợp Quốc, những nạn nhân trong ngôi mộ đều bị lực lượng hỗ trợ nhanh ASF và đồng minh là lực lượng dân quân sát hại trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 6 trong khu vực. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Volker Türk yêu cầu điều tra về vụ việc này. Ông Türk cũng kêu gọi ASF và các bên liên quan đến xung đột tại Sudan tuân thủ luật pháp quốc tế và tạo điều kiện nhanh chóng tìm kiếm người thiệt mạng, thu gom, vận chuyển các thi thể mà không có sự phân biệt đối xử về sắc tộc. Tuy nhiên, lực lượng ASF phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, khẳng định rằng không tham gia cuộc xung đột ở Tây Darfur. Bang Tây Darfur là một trong những khu vực có nhiều xung đột nhất tại Sudan. Theo như hãng tin Reuters, hàng trăm nghìn người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ tại nơi này. Nhiều thị trấn và làng mạc ở đây bị thiêu rụi và cướp phá. Động cơ tên lửa Nhật Bản phát nổ khi thử nghiệm. Vào hôm nay, ngày 14 tháng 7, Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản cho biết một động cơ tên lửa đã nổ tung trong quá trình thử nghiệm. Rất may không ai bị thương trong sự cố. Vụ nổ xảy ra tại địa điểm thử nghiệm của Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản JAXA và đây là sự cố mới nhất ảnh hưởng tới tham vọng chinh phục không gian của Nhật. Tên lửa Epsilon S đã phát nổ trong một phút sau khi mà thử nghiệm động cơ giai đoạn 2. Đoạn phim cũng cho thấy lửa bùng lên ở bãi thử trước khi mà một ngôi nhà nhỏ bị lửa nhấn chìm và phần mái bị thổi bay. Gần đây, thì chương trình không gian của nước này đã gặp phải nhiều sự cố. Vào hồi tháng 3, thì tên lửa thế hệ mới H-3 của Nhật đã phải tự hủy trong lần phóng đầu tiên do động cơ giai đoạn 2 không kích hoạt theo như kế hoạch. Trước đó, tên lửa Epsilon 6, nhiên liệu rắn của Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản cũng thất bại trong vụ phóng thử nghiệm vào tháng 10 năm ngoái. Vâng, và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm áp và vui vẻ bên gia đình và người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!